Hello, chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay thì mình có gì qua Tân Phong. Tân Phong là thị trấn huyện lỵ của huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, nước Việt Nam, nằm ở vùng Bắc Trung Bộ. Được thành lập ngày 13 tháng 4 năm 1991, thành lập thị trấn Quảng Xương. Ngày 1 tháng 12 năm 2019 thành lập thị trấn Tân Phong với diện tích 14,63 km², dân số năm 2018 tổng cộng 20.603 người với mật độ 1.408 người trên km². Thị trấn có mã chính là 16438. Tên của thị trấn được ghép từ tên của hai xã cũ là Quảng Tân và Quảng Phong. Về địa lý, thị trấn Tân Phong nằm ở phía bắc của huyện Quảng Xương, có vị trí địa lý như sau: phía đông giáp xã Quảng Định và xã Quảng Đức, phía tây giáp xã Quảng Hòa và xã Quảng Trạch, phía nam giáp các xã Quảng Hợp, Quảng Nhân và Quảng Ninh, phía bắc giáp phường Quảng Thịnh, phường Quảng Thành, phường Quảng Đông thuộc thành phố Thanh Hóa. Thị trấn có quốc lộ 1 chạy qua địa bàn thị trấn. Về hành chính, thị trấn Tân Phong được chia thành 23 tổ dân phố: 1, 2, Bái Trúc, Bái Vàng, Chính Trung, Dục Tú, Đông Đa 1, Đông Đa 2, Đồng Thanh, Khang Thịnh, Phong Lượng, Phú Thọ, Chi Hòa, Trung Phong, Tân Cổ, Tân Đoài, Tân Hưng, Tân Hậu, Tân Phượng, Tân Tiền, Tân Tú, Ước Ngoại, Xuân Uyên.